À, vâng thưa bác sĩ ạ, như thế Hạnh được biết thì hiện nay theo quy định của Bộ Y tế thì một bà mẹ khi mang thai thì cần phải được khám thai ít nhất là 3 lần vào 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Vậy thưa bác sĩ thì những cái mốc khám đó có ý nghĩa như thế nào đối với thai phụ và các em bé ạ? Theo quy định của Bộ Y tế thì khám thai ít nhất là 3 lần trong một quá trình thai nghén. Thì thực ra tôi nghĩ rằng là cái này thì cố gắng phấn đấu ở các cái vùng sâu vùng xa, thế còn là ở các vùng đồng bằng và gần cái thành phố lớn ấy thì cái số lần đi khám ấy nhiều hơn thì tốt hơn, chứ không phải là nhiều quá. Thế ba cái mốc quan trọng này thì cái mốc đầu tiên ấy là 3 tháng đầu thì tốt nhất là ta đi khám vào khi mà thai từ 11 tuần 6 ngày cho đến 13 tuần 6 ngày, thì đấy là cái mốc mà để người ta có thể làm được một số vấn đề, ví dụ như là siêu âm 4 chiều để xác định xem em bé có một số cái dị tật về sọ não, về chân tay hoặc là về nội tạng, và đặc biệt là giai đoạn này là để phát hiện cái độ dày, là đo cái độ dày da gáy để phát hiện xem là em bé có bị bệnh lăng đơn đau hay không. Đấy là một cái bệnh đần độn bẩm sinh, cho nên nếu như mà em bé có bệnh này thì nên đình chỉ thai nghén. Và cũng cùng cái thời điểm này thì nếu mà thai phụ được làm cái xét nghiệm đắp bần test, tức là lấy máu của mẹ để xét nghiệm và để tìm cái yếu tố mà có thể gây nguy cơ bệnh đau cao đấy, thì đấy là cái mốc này tôi thấy là rất là quan trọng như thế. Thế còn cái sang cái mốc thứ hai là khi thai 3 tháng rưỡi, tập trung vào cái tầm thai 22 tuần. Vì 22 tuần thì cũng là siêu âm 4 chiều lần thứ hai để xác định xem là em bé có bị dị tật gì hay không. Thế và cũng xác định xem là khi mà thăm khám, kết hợp với thăm khám và siêu âm để đánh giá xem là em bé phát triển như thế nào, trọng lượng có quá nhanh so với thai hay không, hay là quá nhỏ không. Bởi vì quá nhanh thì cũng có thể là do cái đường huyết của mẹ cao, cho nên làm cho em bé là phát triển nhanh cũng không tốt cho cả mẹ cả con. Thế và quá nhỏ thì sợ rằng có một yếu tố gì đó nó làm cho cái thai nó bị suy dinh dưỡng và cũng nguy cơ là mất tim thai. Còn trước cái 22 tuần đấy thì có thể là làm thêm cái xét nghiệm trip and test là để đánh giá nguy cơ của một số bệnh, ví dụ như là bệnh rối loạn nhiễm sắc thể 21, 18, 13 và dị tật ống thần kinh, để xác định nếu có nguy cơ cao thì người ta tiếp tục các phương pháp thăm dò khác để đánh giá cái dị tật của thai. Thế còn một cái giai đoạn thứ ba, ta nên khám vào thời điểm là 32 tuần. Thì khi đó thì ngoài cái chuyện mà đánh giá sự phát triển của thai nhanh hay chậm thì người ta lại một lần nữa siêu âm 4 chiều để xác định xem dị tật của em bé thế nào. Bởi vì một số cái dị tật như là dị tật não và dị tật tim ý, thì thường là cái giai đoạn này nếu có thì nó mới biểu hiện. Và cũng cái giai đoạn này thì cần phải khám để xác định xem là người mẹ có bị các cái dấu hiệu của tiền sản giật hay không. Bởi vì nếu phát hiện kịp thời, điều trị kịp thời thì sẽ không dẫn đến cơn sản giật. Nếu không thì khi để sản giật xảy ra thì sẽ nguy hiểm cả tính mạng của mẹ và con. Dạ vâng, như vậy là có 3 cột mốc rất là quan trọng là 12, 22 và 32. Dạ vâng. Vậy trong những cái cột mốc này thì cột mốc nào là quan trọng nhất để xác định được cái dị tật cũng như là bệnh lý về hình thái của thai nhi ạ? Thứ nhất ý, là để có thể là phát hiện được một số các cái dị tật, mà có những cái dị tật mà ngay từ lúc đấy người ta đã khẳng định là không thể để thai được. Ví dụ như là không có sọ não thì cái đấy thì chắc chắn là người ta phải bỏ thai ngay từ giai đoạn đó. Thế còn thứ hai nữa là mình cũng là có một cái xét nghiệm để xác định sớm, và cũng từ đấy nếu có bất thường thì mình mới lại đi thăm dò tiếp ở cái giai đoạn sau. Cho nên tôi cho là cái mốc đầu tiên là mốc quan trọng hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là quy trình thăm khám thai khi phát hiện chậm kinh và các cái biểu hiện mang thai là như thế nào, và các chị em mà khi có dấu hiệu như thế nào thì nên là đi khám thai cho lần đầu? Tôi nghĩ rằng nếu mà chị em mà khi mà có chậm kinh và thử thai có hai vạch, hoặc là có cái biểu hiện là nghén, ốm nghén, thì nên đến gặp bác sĩ để được khám và tư vấn sớm. Thì việc đầu tiên là bác sĩ sẽ khám và cho siêu âm xem là thai đã về buồng tử cung chưa. Nếu chưa về buồng tử cung thì bác sĩ sẽ hẹn tiếp sau vài ngày. Và nếu trong cái khoảng thời gian chờ đợi như thế, nếu như chị em thấy biểu hiện đau bụng hoặc ra máu thì cần phải tái khám ngay, để có thể bác sĩ xác định xem đây có phải là dấu hiệu của dọa sẻ thai hoặc là dấu hiệu của chiều ngoài tử cung không. Vì những cái đó mà phát hiện được sớm thì mới điều trị được. Trong cái thời gian mang thai thì những cái dấu hiệu nào được cho là bất thường và bắt buộc phải đi khám ngay lập tức ạ? Trong 3 tháng đầu thì nếu như thấy có biểu hiện bất thường như là đau bụng và ra máu thì phải đi khám ngay. Bởi vì là đấy có thể là biểu hiện của một cái dọa sẻ thai. Thì mà dọa sẻ thai thì phải điều trị kịp thời, chứ nếu không thì thai nó sẽ sẩy. Thế còn giai đoạn 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thì ngoài cái dấu hiệu dọa sẻ thai là đau bụng, ra máu, thì còn có thể có một cái biểu hiện nữa, tức là nó ra dịch
âm đạo, tức là nó ra nước âm đạo, thì lúc đó thì cần phải đi khám, bởi vì là để xác định xem có phải là dị ối hay không. Thế và từ dị ối thì có thể dẫn đến nhiễm trùng, và từ dị ối có thể là sau đó là vỡ ối, mà khi vỡ ối thì sẽ dẫn rất dễ dẫn đến cái khả năng là sa dây rau, và sa dây rau thì sẽ làm cho thai suy và thai mất rất là nhanh. Và đến cái 3 tháng cuối thì lưu ý là ngoài những cái dấu hiệu như tôi vừa nói thì còn lưu ý là nếu như có thấy phù hoặc là đau đầu hoặc là khó thở thì cũng cần phải đi khám để có thể là loại trừ hoặc là phát hiện sớm những cái trường hợp mà triệu chứng của tiền sản giật để điều trị kịp thời. Như